Ngày 22 tháng 11, Hội Khuyến học thành phố Long Trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập hội 22 tháng 11 năm 2001, 22 tháng 11 năm 2021. Tới sự của đồng chí Hoàng Thái Cương, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Sông Công. Hiện thành phố có 146 chi hội tổ dân phố, 49 chi hội dòng họ, 27 đơn vị nhà trường cơ sở với trên 20.000 hội viên, đạt tỷ lệ 28% dân số. Trên 15.000 gia đình học tập đạt tỷ lệ 84,6%, 37 trên 44 đơn vị học tập 57 dòng họ đặt dòng họ học tập. Đến nay, 10 hội khuyến học của 10 xã phường, 7 ban khuyến học các đơn vị dòng họ đi vào hoạt động có hiệu quả. Trong đó, nhiều tổ chức đơn vị đã làm tốt công tác khuyến học khuyến tài như dòng họ Trịnh Văn, phường Cái Đan, Nguyễn Đức ở Bình Sơn, dòng họ Dương ở An Châu 1, phường Mỏ Trè, công ty trách nhiệm hữu hạn tranh đá quý Dũng Tân, công ty cổ phần phụ tùng máy số 1, công ty Đúc Nam Ninh, công đoàn khối chính quyền. Về huy động quỹ khuyến học, tính đến nay, toàn thành hội đã thu được gần 8 tỷ đồng một số hội khuyến học các xã phường từ nhiều nguồn đã huy động được hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sau 9 năm thực hiện chương trình tiếp sức em đến trường, các cấp hội toàn thành phố đã thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích cao, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền trên 4 tỷ đồng cho trên 4.000 lượt thầy cô giáo và học sinh. Với những thành tích đạt được, các cán bộ hội viên hội khuyến học thành phố đã được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Hội khuyến học tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Tập thể Hội khuyến học thành phố từ năm 2014 đến năm 2020 liên tục 7 năm liền là tập thể lao động tiên tiến. Năm 2020 được Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên tặng cờ thi đua dẫn đầu khối hội. Nhân dịp này, Hội khuyến học thành phố Sông Công được Trung ương hội tặng cờ thi đua xuất sắc. Nhiều tập thể cá nhân cũng được Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên, Hội khuyến học tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài.